Đây cá nhỏ nên câu mồi nhỏ nha mọi người. Lưỡi 12. Lưỡi 12, 13. Lên con nữa nha mọi người. Con này trọng 300 gram gì. Nãy giờ ăn liên tục luôn. Bây giờ không dính. Chở mà anh Vũ. 100 gram gì. Mở vô đi, sẵn tay nè, bỏ thùng. Đây câu ban đêm nha mọi người. Đang lên em hàng. Quá trời lục bình mà nó chạy kìa. Thường là cá cụm tay à. Con này trọng. Đó, mọi người thấy chưa? Thôi khỏi khỏi vô rồi. Sợ cái phen thôi. Cỡ cho mệt chút xíu đi. Cứ xả đi. Cứ xả bên ra đừng có siết. Ừ. Tại này câu tính cá nhỏ nên là sợ đứt. Để cho nó chạy mệt xíu đưa lên. Tại ở đây dưới dốc cầu đi lên nên là nó hơi thẳng đứng khó. Nó ăn cá nè. Chắc đi qua nó, mấy người thấy cá chưa? Qua mấy ông năm đi, qua mấy ông năm. Dìu dìu qua quê ông năm đi. Dìu em bên kia đi. Thẳng đứng quá. Rồi nó mệt đó, dìu đi, dìu đi. Dìu qua đi. Tại thường là ăn cá nhỏ nhỏ không mọi người. Cá này hơi hơi trọng. Từ từ thôi, đừng sốc quá nha Tư. Rồi dính hai cái luôn, dính cái lưỡi. Ký. Tưởng 600 gram cá này cả ký luôn á. Dính vô đây luôn trời. Dính hai lưỡi nên đỡ đó. Hai lưỡi. Ừ. Trả lên cho anh đừng. Cả ký nha mọi người. Ký mấy? Cái cầu huyền thoại nha mọi người. Đó. Cả ký á. Tại câu thẻo lưỡi nhỏ. Lưỡi 12 nên là sợ đứt thẻo. Còn bự nhất từ trước đến nay nha mọi người. Bự nhất từ trước đến nay. Rồi đi dẹp đi gần đi. Ai chín không chứ gì? Không tới ký là...